Ngày 29 tháng 1, huyện Vĩnh Tường tổ chức chương trình Tết ấm tỉnh quê hương, Xuân Giáp Thìn năm 2024. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Đàm Hữu Khanh, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Bùi Hữu Hưng, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Nguyễn Giang Bắc, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Văn Đăng Hà, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện. Trong những năm qua, phát huy đạo lý lá lành đùm lá rách với tinh thần tương thân, tương ái, huyện Vĩnh Tường đã phát động và được đông đảo cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các hoạt động hỗ trợ, chăm lo Tết cho người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2023, Ban chỉ đạo quỹ vì người nghèo huyện và Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn đã hỗ trợ kinh phí xây, sửa 28 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn huyện với tổng số tiền hỗ trợ gần 1,6 tỷ đồng. Quỹ cứu trợ huyện trích 55 triệu đồng để thăm hỏi, hỗ trợ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn đột xuất. Với mục tiêu để mọi người nghèo đều có Tết đầm ấm, năm 2024, huyện tiếp tục tổ chức chương trình Tết ấm tỉnh quê hương, Xuân Giáp Thìn 2024 là năm thứ 7 liên tiếp. Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hỗ trợ người nghèo của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tham gia ủng hộ như Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn hỗ trợ 745 triệu đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vĩnh Tường hỗ trợ 60 triệu đồng, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển hỗ trợ 5 triệu đồng. Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyễn Xuân Quang ghi nhận, biểu dương và cảm ơn sự đồng hành của các doanh nhân, doanh nghiệp với những hoạt động an sinh xã hội và những sự kiện trọng đại của huyện trong những năm qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, huyện tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân để không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới, đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chúc các đại biểu, các hộ nghèo một năm mới an lành, hạnh phúc. Đồng chí mong muốn các hộ nghèo khắc phục khó khăn, tiếp tục phát triển kinh tế vươn lên trong cuộc sống. Tại chương trình, đã trao quà Tết cho 75 hộ nghèo của chính các xã, thị trấn Vũ Di, thị trấn Vĩnh Tường, thị trấn Tứ Trưng, Tuân Chính, Lý Nhân, Bình Dương, Ngũ Kiên, Tân Phú, Thượng Trưng. Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã trao thẻ bảo hiểm y tế cho đại diện 24 hộ thoát nghèo của xã Lý Nhân, Tuân Chính, thị trấn Tứ Trưng, Tân Phú. Đây là những hoạt động thiết thực, hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia ủng hộ giúp đỡ người nghèo.